Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Mai Trước Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình nấu bánh canh bột sắc nè. Ở đây mình nhồi bột, bột gạo, bột năng và bột khoai. Potato, nó để là potato starch. Bột khoai, bột năng, bột gạo mình nhồi với nước sôi. Mình nhồi với nước sôi xong rồi mình ủ nửa tiếng rồi mình cắt. Cắt xong rồi mình luộc cho tới khi nào mình ăn thử còn bánh canh nó không còn dính nữa thì là bánh nó đã chín, hoặc là bánh nó đã nổi lên thì nó đã chín. Mình bỏ qua hết công đoạn luộc ha. Ở đây mình có chả, tàu hũ. Ở đây mình có một 400 g giò sống. Mình ướp tí tiêu, tí bột nêm, tí đường. Rồi bây giờ mình đem đi chiên. Đây mình có hành lá, rau, ớt, giá để khi mình bỏ vô ăn chung ha. Đây mình cũng có tô nấm luôn để mình đổ vô nồi nước lèo. Thôi giờ mình đi qua chiên cái chả. Đây mình có cua. Cua mình xào với đây là cua mình mua về mình luộc. Mình luộc xong mình gỡ thịt ra mình xào với màu hạt điều nè. Chút mình cho vào cái nồi nước lèo ha. Nồi nước lèo ở đây thì mình có mình hầm xương mình vớt ra rồi. Nên mình nấu ít ăn chứ không có nấu nhiều. Rồi bọt này thì mình nhớ vớt bỏ nha các bạn. Bỏ cái bọt này đi. Mình cũng có màu, cũng có hành phi, tỏi, phi. Mình phi chung với nhau vậy nè, cho nó vàng là được ha. Nồi nước lèo của mình nó đã sôi rồi, thôi mình cho cua vào. Thịt cua nè. Cua mình luộc xong mình gỡ ra, mình phi với dầu, mình phi hành tỏi nãy đó. Mình bỏ vô mình phi, mình cho 2 muỗng canh màu dầu điều vào cho nó đẹp á. Vậy thôi, chứ không có gì, rất đơn giản nha. Kế tiếp mình cũng cho nấm vào luôn. Ngon ghê chưa, nội sức của mình ngon ghê nè. Nhiều gà mình bỏ vô. Ở đây cái giò sống của mình đó các bạn, mình không cần phải chiên dầu nhiều, chiên ít dầu thôi trong cái chảo. Mình lăn cho nó vàng hai mặt mát rồi cái mình bỏ vô cái nồi nước lèo của mình luôn. Giò sống này rất là dễ ăn. Mình nấu đơn sơ cho gia đình mình, ở nhà mình có cái gì mình nấu cái đó. Rồi mình cho kèm, ở nhà mình còn ít đậu hũ á, mình bỏ vô mình chiên, mình ăn kèm chung luôn cũng được. Chứ mình có chả lụa đó, mình cắt bỏ vô chiên. Rồi chả ăn giò sống của mình về là được luôn rồi. Mình cũng cho vào nồi luôn. Cho vào nồi nước lèo lên. Xong rồi mình nêm nếm lại ha. Theo khẩu vị của gia đình của mình đó. Nhìn thấy hấp dẫn quá ha. Mình cho đầu hành lá, đầu hành trắng vào luôn. Ngon ghê chưa. Giờ bánh canh của mình nó đã chín rồi, thôi mình cho ra tô ăn nha các bạn.
khi mình muốn ăn mình bỏ ra cái nồi nhỏ vậy này mình nấu. Và mình cho một ít một bột năng vào cho nó sền sệt lại á. Chứ mình nấu cái nước lèo mình không có cho vào trong cái nồi. Khi mình nấu thì mình bỏ ra cái nồi nhỏ vậy nè. Mình cho bột năng cho nó sền sệt vào, mình bỏ bánh canh vào luôn. Rồi kế tiếp thì mình cho giá. Mình ở đây mình có một ít giá trụng mình cho vào. Mình ăn chung với giá ha. Đây mình cũng có ớt nữa nè. Ớt này ngon lắm đó. Hành. Hành lá mình cho vào luôn. Mình cho một ít ít tiêu vào. Hành phi nè. Hành này, hành phi với tỏi phi á, mình phi xong mình để trong chén cho nó ráo dầu vậy rồi mình bỏ lên trên lớp mặt vậy đó ăn. Và có một chén mắm ớt nữa ha. Đây mình có chén mắm ớt luôn, mình chấm thịt với chấm chả ăn. Kế tiếp thì mình cũng cho chả vào. Chả với tàu hũ ở nhà mình có gì mình cho ăn cho vào thêm. Đây mình có chén mắm ớt, nhìn thấy đã ghê chưa các bạn. Mời các bạn cùng ăn bánh canh bột sắc ha. Coi nè, bánh canh bột sắc ở nhà mình làm nè, thấy ngon ghê chưa. Mời cả nhà cùng ăn nha. Ăn thử còn bánh canh coi. Cái bột nó rất là dai, mềm dai rất là ngon. Mình có chả chiên ở ngoài đấy nè, giò sống á, mình chiên mình thả vào trong nồi nước súp luôn. Mình nếm chút nước mình ăn coi ngon không. Mình thử trước nha, xin phép cả nhà mình ăn trước nha. Ngon cực kỳ luôn, có mushroom nữa, nước nó rất là ngọt. Mình có cua nữa, cua nấu rất là ngọt, ngon dữ lắm. Thôi xin phép cả nhà, bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hữu ích thì xin các bạn nhớ bấm nút chuông để cập nhật thông tin next video mới nhất của mình ha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và bình an. Bye bye.